Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Cường. Trong video này, tôi xin chia sẻ với các bạn những cái ưu nhược điểm để giúp các bạn lựa chọn cái việc niềng răng bằng mắc cài sứ. Như các bạn đã biết thì khi mà niềng răng thì chúng ta sẽ sử dụng loại mắc cài có mắc cài kim loại và mắc cài sứ. Và trong đó thì mắc cài sứ được gọi là mắc cài thẩm mỹ sẽ giúp cho cái bộ răng của chúng ta có cái tính thẩm mỹ và vừa đạt cái hiệu quả của việc chỉnh nha. Vậy thì ưu điểm của mắc cài sứ là gì? Thứ nhất, như các bạn đều có thể nhận thấy, đó chính là tính thẩm mỹ. Cái mắc cài kim loại thì khi mà chúng ta gắn lên trên răng thì nó sẽ rất là dễ bị lộ. Trong khi đó thì mắc cài sứ sẽ giúp cho chúng ta ở khoảng cách từ 1 đến 2 mét sẽ khó nhận ra là chúng ta đang đeo mắc cài. Ưu điểm thứ hai của mắc cài sứ là tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu khi chúng ta đeo mắc cài sứ. Những cái cạnh của mắc cài sứ nó thường là trơn láng và tránh các những cái góc sắc như là với mắc cài kim loại. Chính việc này sẽ khiến cho chúng ta tránh cái bị cọ vào phần môi má, gây ra những tình trạng xước cũng như là những vết loét, vết after, gây ra đau khó chịu trong quá trình gắn mắc cài. Ưu điểm thứ ba khi mà chúng ta sử dụng mắc cài sứ đó là nó hạn chế cái việc bong. Do cái cơ chế của gắn mắc cài sứ trên bề mặt răng nó có độ bám dính cao hơn so với chúng ta sử dụng mắc cài kim loại. Ưu điểm thứ tư của mắc cài sứ là nó phù hợp với hầu hết tất cả các khách hàng. Lý do là vì với mắc cài kim loại sẽ có một số người bị dị ứng với kim loại, nên là việc chúng ta sử dụng mắc cài sứ sẽ khiến cho chúng ta tránh được những cái phản ứng với kim loại khi mà chúng ta gắn mắc cài bằng kim loại. Và bên cạnh đó thì mắc cài sứ cũng có một số nhược điểm như sau. Thứ nhất là mắc cài sứ có chi phí cao hơn so với mắc cài kim loại, vì cái việc mà sản xuất mắc cài sứ, công nghệ sản xuất mắc cài sứ sẽ tương đối là phức tạp hơn. Nhược điểm thứ hai là mắc cài sứ dễ bị vỡ hơn nếu trong trường hợp mà chúng ta sử dụng mắc cài sứ loại không được tốt, nó sẽ có thể là sẽ bị vỡ trong cái quá trình mà chúng ta ăn nhai hoặc bị va chạm. Trên thị trường hiện nay có hai loại mắc cài, đó là mắc cài sứ thông thường và mắc cài sứ tự buộc. Mắc cài sứ thông thường nó tương tự như là mắc cài kim loại về hiệu quả và tác dụng, và chúng ta sẽ phải sử dụng chun buộc để mà tác dụng lên mắc cài. Và loại mắc cài thứ hai đó là mắc cài sứ tự buộc. Đã có rất nhiều nghiên cứu thống kê ra rằng mắc cài sứ tự buộc nó đảm bảo cái lực di chuyển ổn định hơn, cũng như là giúp cho cái quá trình di chuyển nhanh hơn so với mắc cài sứ thông thường, vì nó hạn chế được những cái ngoại lực, nên là nó cũng tránh được những cái biến chứng không mong muốn trong cái quá trình di chuyển răng khi mà chúng ta sử dụng các công cụ đi kèm, ví dụ như là chun hoặc là vít kéo. Trên đây là những ưu nhược điểm cũng như là một số loại mắc cài sứ trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ có những cái thông tin hữu ích để lựa chọn loại mắc cài phù hợp cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay có thể là like và chia sẻ giúp bác sĩ Cường. Cũng như là các bạn muốn đặt câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi ở phía bên dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào.